Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay mình muốn làm một cái video review về mấy cái phone, mấy cái điện thoại của Vingroup mà được bán ở các siêu thị của Mỹ. Tại vì hôm trước mình thấy mấy cái bọn mà bao que với tụi mà tự nhục, những cái tụi dân chủ cùi nó dìm hàng cái xe của VinFast với lại mấy cái điện thoại của VinSmart của tập đoàn Vingroup ở Việt Nam. Thì hôm nay mình muốn là một cái video ngắn, mình sẽ chạy xe tới cái siêu thị Walmart gần nhà mình để mình mua mấy cái phone về mình cái review cái mấy cái phone, mấy cái sản phẩm của VinSmart của ở Mỹ. Em đi tới mấy hôm trước là em nghe cái tụi mà bao que với lại tụi tự nhục, tụi phản động ở Việt Nam nó dìm hàng xe VinFast với lại mấy cái phone của VinFast. Thì hôm nay em sẽ đi tới cái siêu thị của Walmart để em mua mấy cái phone của VinSmart mà nó bán ở Mỹ này. Em giờ em review để mà cái đập tan cái luận điệu mà dìm hàng của bọn bọn Ba Sọc với là cái bọn tự nhục ở Việt Nam, kể cả cái bọn Ba Sọc ở Mỹ. Em sẽ cho với các anh chị và các bạn với lại cô coi cái siêu thị Walmart mà nó có bán đồ, những cái đồ của Việt Nam, những cái đồ sản xuất ở Việt Nam, và kể cả cái phone VinSmart nó bán ở trong cái siêu thị Walmart. Thì mình đi vô đây thì mình phải mang cái đồ che mặt, tại vì ở đây Covid nhiều, nó bắt mình phải mang cái đồ che mặt. Thì bây giờ mình chuẩn bị đi nha. Đây là cái siêu thị Walmart. Thì mình chuẩn bị đi vô cái cửa nha. Chào bác Trâm. Đây là cái chợ Walmart. Chỗ này cái khu này là từng là cái tiệm nail, nhưng mà tại vì Covid cho nên cái tiệm nail nó không có khách nên nó dẹp cái chỗ trống. Còn cái chỗ này là trước kia nó là cửa hàng McDonald's. Cái cửa hàng McDonald's ở đây thì cũng khoảng 20-30 năm rồi, nhưng mà cái cũng vì Covid thì nó không có khách nên nó đóng cửa. Bây giờ nó đang cho mướn là welcome. Cái này, chỗ này là nó đang cho mướn. Nếu mà ai mà có nhu cầu cần mướn thì thôi chỗ này. Bây giờ mình sẽ đi tới cái hàng phone. Thì VinSmart phone là nó có 3 cái dòng phone mà nó bán ở Walmart này. Cho nhà mạng AT&T thì một loại là Fusion Z thì hình như khoảng 40 đô. Một loại nữa là Motive V
thì khoảng cũng khoảng 40 mấy đô, và một loại mà cao hơn nữa thì cái hiệu, cái tên của nó là Mistral. Đây thì đây là một cái đây là cái dòng phone là Mistral Plus. Đây là cái phone của Vinsmart này, nhưng mà nó làm cho nhà mạng AT&T thì lấy cái tên là Mistral Plus, thì với giá bán là 89 đồng. Thì cái loại phone này á, là mình không có thuê bao, là mình chỉ trả trước, mình chỉ mua cái phone rồi mình nạp thẻ giống như ở Việt Nam thì mình xài, chứ mình không có thuê bao. Chào Nhiên. Với lại cái phone này là cho hãng AT&T. Thì thêm một cái dòng, một cái phone nữa là cái này. Cái này là Multibay. Cái này là cái phân khúc trung bình của Win Smartphone. Thì cái phone này cũng vậy, không có thuê bao, mình mua thẻ, mình nạp vô mình xài thôi, chứ không có thuê bao. Thì đây là một trong hai cái phone mà Vinsmart bán ở siêu thị Walmart, mà bán cho cái nhà mạng AT&T. Thì mình sẽ mua hai cái phone này. Chào Bắc Cầm, mình sẽ mua hai cái phone này để mình về mình làm review. Thì mình sẽ khi mình về tới nhà thì mình sẽ livestream lại, mình nói chuyện với các cô chú, các anh chị và các bạn. Mình lấy hai cái. Thì ở Walmart thì đúng lý ra là Walmart nó bán ba cái phone của Vinsmart. Nhưng mà một cái loại mà rẻ nhất, cái loại đó hình như 40 đồng thì nó hết hàng, thì nó chỉ còn một cái Motivay. Chào em Mina. Thì Motivay thì cái này là 49 đồng, thì cho 50 đồng đi, 49 đồng. Còn cái này thì 89 đồng. Đây là hai cái phone của Vinsmart, nhưng mà làm cho kiểu như mình nói thôi, kiểu mình nói gia công cho cái hãng AT&T. AT&T là một trong ba cái hãng, ba cái nhà mạng lớn nhất của Mỹ. Ngày xưa AT&T với lại Verizon là hai cái nhà mạng lớn nhất, nhưng mà sau này cái nhà mạng T-Mobile nó mua cái hãng Sprint. Thì hai cái hãng Sprint với lại T-Mobile nó nhập tại với nhau. T-Mobile mua Sprint thì bây giờ nó cũng là một cái nhà mạng lớn để nó cạnh tranh với AT&T, Verizon. Nhưng mà cái lượng người thôi bao của Verizon với lại AT&T vẫn là nhiều nhất. Thì Verizon, AT&T nó thêm cái mảng phục vụ cho TV, cable, cáp, truyền hình cáp, rồi Internet. Còn T-Mobile thì chỉ có phone thôi. Mà AT&T với lại Verizon thì nó có nhiều phân khúc để cho những cái khách hàng mà người ta thu nhập thấp. Thì đây là những cái phone này là mình mua về là mình nạp thẻ để mình gọi, chứ mình không có, không phải là thuê bao. Mà phone thuê bao ở đây là thuê bao rất là mắc tiền, nhưng mình thuê bao, mình cũng hay xài hãng AT&T thuê bao. Hai cái phone mà một tháng mình trả 170 đồng một tháng, để chỉ phone thôi, 170 đồng hai cái phone một tháng.
Nếu mà những người mà thu nhập thấp thì người ta có thể xài những cái phone này, ta không có cần phải thuê bao, tại vì thuê bao nó hơi mắc tiền. Cái phone này thì người ta mua một cái phone, ví dụ như cái phone này Motivate này thì 49 đồng cái phone. Rồi sau đó người ta sẽ mua được nhiều em. Cái này là nó có internet, mình có xài. Cái này là smartphone mà mình có thể xài internet, nó có một cái màn hình là 6 inch. Mình được có thể chụp hình, nó cái bộ nhớ của nó là 16 GB, cái battery 3300 mAh battery. Cái này xài hệ Android 10. Còn cái chip của nó là Dragon Trail. Cái này không phải cái này Dragon Trail là cái glass. Hai megapixel để chụp hình, cái camera sao camera 5 megapixel, 2 MP selfie camera with mirror effect. Thì để mình mở ra cho mọi người xem cái phone này. Cái này là Motivate, cái này là 90 đồng, 49 đồng. Cái này là 49 đồng. 49 đồng thì đúng rồi em, 49 đồng thì khoảng khoảng 1 triệu, khoảng 1 triệu đồng ở Việt Nam. Thì mình mua cái phone này, mình mua thêm một cái thẻ 35 đồng. Thì 35 đồng mình có thể xài trong 1 tháng, mình có thể gọi hoặc là nhắn tin là không giới hạn. Một cái như vậy là 35 đồng. Ừ, nhìn đẹp lắm em. Cái này cái phone này nhìn nó rất là mỏng, nhìn rất là đẹp. Màn hình tới 6 inch, màn hình rất là đẹp. Cái này nó tương đương với cái này nó lớn hơn là cái iPhone 9. Nó cao hơn, cái màn hình nó cao hơn, nó dài hơn cái iPhone 9. Ừ, nhìn nó rất là đẹp, rất là thanh. Thì ở ở đây thị trường phone thì rất là nhiều. Người ta có thể xài những cái phone mà giống như như vậy, thì người ta không có, nếu mà người ta không muốn thuê bao nó rắc rối thì người ta chỉ mua những cái phone như vậy, thì người ta vừa xài. Khi nào mà hết hết thẻ thì người ta cứ nạp thẻ vô người ta xài, không cần phải thuê bao. À, thuê bao người ta phải trả tiền tháng, mà thuê bao thì nó mất tiền hơn. Đây nó có hai cái dây sạc. Nên mà mấy mấy người bọn mà bao quê với chân chủ cụi á, thì nó dìm hàng của những cái gì mà sản xuất ở Việt Nam, thì nó nói là hàng Việt Nam thì không có chất lượng thế này thế nọ, nhưng mà đồ của Việt Nam đã được bán trong các cái siêu thị lớn của Mỹ. Thì một trong cái những cái siêu thị mà bán lẻ mà nổi tiếng nhất của Mỹ là Walmart.
Walmart với lại Costco là một là hai trong những chào bạn Giang Hoàng. Chào chú Trần Thành Trung. Walmart với lại Costco là một trong những tập đoàn bán lẻ nổi tiếng của Mỹ. Thì ở Costco thì nó cũng bán rất nhiều đồ của Việt Nam. Nhưng mà Costco thì nó thiên về những cái giống như là đồ gia dụng hoặc là ăn uống, đồ ăn uống rồi đồ dụng cụ trong nhà. Thì Costco thì nó bán lại cho những người ta bán lẻ, người ta nếu mà những người mà buôn bán lẻ có những cái tiệm lẻ thì người ta thường vô Costco, người ta mua hàng của Costco về người ta bán lại. Còn Walmart thì nó bán những cái hàng mà phân khúc bình dân hơn, thì nó bán cho những người mà có cái thu nhập bình dân, những cái người có thu nhập trung bình. Thì những cái sản phẩm của VinFast thì đã được bán ở ở Walmart. Nhưng mà tại vì Walmart tại vì VinFast chưa có được làm lấy cái tên của VinFast, cho nên VinFast phải qua một cái trung gian là AT&T. Theo báo nó nói là VinFast gia công 20 2 triệu cái phone mà bán cho AT&T. Thì đây là một cái phone thứ hai là mình mua hồi nãy, là mình muốn review là cái này Metro Plus. Thì cái này có giá là 89 đồng. Thì có giá là 89 đồng. Thì mình sẽ mở cái phone này ra để mình xem coi nó có khác gì cái phone này không. Phone này thì mình phải để mình mở cái nguồn lên thì coi sao. Còn cái đây là cái Mistro. Cái Mistro thì nó lớn hơn cái Motivate một chút. Đây là hai cái điện thoại của VinFast mà sản xuất cho AT&T. Cái hai cái nó cũng bằng nhau. Cái này cũng xài cái phần mềm của Android. Thì cái Metro này á thì nó có hai cái camera. Hai cái camera đằng sau. Còn cái Motive này á chỉ có một cái camera thôi. Cái này thì cái Metro này là hai camera kép. Còn cái này thì chỉ có một camera. Thì nhìn cái điện thoại rất là đẹp. Cái nhìn nó rất là tao nhã. Nó không có. Thì mình thử turn on. Cái này nó connect wifi. Cái này nó đã vô wifi luôn rồi. Nó tự tìm wifi luôn. Để coi cái này có wifi không? Cái này cũng xài wifi được luôn. Là hai cái phone này là smartphone nha. Hai cái phone này là của mình để mình nói để mình nhắc lại cho mấy anh chị mới vô sao. Thì hai cái phone này là của VinFast. Nhưng mà gia công cho AT&T thì lấy cái tên của AT&T. Cái phone này á cái phone này á là gọi là tên của AT&T là Motive Bay. Thì có giá là 49 đồng. Thì cái màn hình là 6 inch. Cái màn hình đó là chống chày xước. Cái bộ nhớ là 16 GB. Đúng rồi, VinSmart 16 GB, xài hệ thống điều hành là Android 10, Android 10, kêu là Android 10 Go Edition. Cái điện thoại này thì 5 megapixel camera.
Còn cái selfie thì nó để là 2 megapixel selfie camera. Ở Mỹ thì nó có một cái rẻ nhất là Fusion Z, thì nó là hình như 39 đồng. Còn cái Motive Bay này á, thì Motive Bay này thì 49 đồng. Còn cái Mistral Plus này là 89 đồng. Cái Mistral Plus này thì nó cái có cái hai hai camera ở đằng sau, mega kép ở đằng sau. Thì cái Mistral Plus này là cái màn hình nó 6.2. Còn cái Motive Bay này cái màn hình nó là 6 6 inch, còn cái Mistral Plus này là màn hình nó 6.2. Xin chào bạn Ngọc Sơn. Xin chào. Dạ đúng rồi anh, theo rất là rẻ, cái điện thoại này là không cái điện thoại này là không có thuê bao. Mình mua, mình nạp thẻ mình xài thôi. Giống như em nói là cái Motive Pay là 49 đồng. Mình mua cái điện thoại 49 đồng, mình mua cái thẻ 35 đồng nữa là xài không giới hạn. Nói chuyện với lại nhắn tin là không giới hạn trong vòng 1 tháng. Thì những cái điện thoại này là để, những cái phân khúc này là để dành cho những người mà có thu nhập thấp, hoặc là ở Mỹ này thì như nhiều như mọi người biết thì rất là nhiều người dân nhập cư lậu từ các nước Nam Mỹ, Trung Mỹ, qua cái ngõ Mexico, qua cái đường Mexico thì người ta nhập cư lậu qua Mỹ. Thì những người đó không có giấy tờ cho nên người ta không có thể mà đăng ký những cái điện thoại thuê bao được, thì người ta sẽ mua những cái phone như thế này. Thì người ta mua, người ta xài, rồi cứ mà hết thì người ta mua cái thẻ khác, người ta nhập vô người ta xài. Chứ còn mà nếu mà thuê bao thì người ta còn phải có địa chỉ, rồi phải có tên tuổi địa chỉ đàng hoàng, phải có bằng lái, nó nhập vô bằng lái, nó kêu là cái ID number đàng hoàng, thì những người đó người ta không có thể mà đăng ký những cái thuê phone thuê bao như vậy. Đúng rồi bạn, anh không biết anh Văn tiếng Trung là mình xin lỗi. Rất là những cái phone như vậy rất là tiện, hợp túi tiền với những người mà dân, những người mà nói anh kêu là nhập cư lậu, những người mà không có giấy tờ, hoặc là những người mà có thu nhập thấp, những người Mỹ nhưng mà có thu nhập thấp, người ta không có muốn, tại vì cái thuê bao nó rất là mắc. Như hiện tại mình có 2 cái điện thoại thuê bao, mình xài 1 tháng là mình trả 170 đồng cho 2 cái điện thoại. Rồi nếu mà như nếu mà xài những cái người mà người ta thu nhập thấp, hoặc là một cái lý do nào đó người ta không có thể đăng ký cái thuê bao, thì người ta xài những cái điện thoại như thế này, thì 1 tháng người ta chỉ trả 35 đồng để vừa nói gọi, vừa nói chuyện điện thoại, vừa vừa nhắn tin là không giới hạn, thì cứ mỗi tháng là 35 đồng. Còn nếu mà người ta internet điện thoại này xài internet cũng được, nhưng mà người ta chỉ xài wifi thôi. Nếu mà xài internet thì người ta phải mua cái gói, mà cái gói 4G hay là 3G cũng giống như ở Việt Nam thôi, thì nó sẽ thêm hơn tiền chút đỉnh. Nhưng mà nếu mà người ta về nhà thì người ta có thể chỉ xài wifi. Cái điện thoại này là cái điện thoại thông minh nên có thể xài wifi được. Cái điện thoại này là cái bộ nhớ là 32 GB. Nó 2 cái camera là 13 megapixel. Cái camera chụp selfie thì 5 megapixel. Cái này nó cũng xài cái Android 10. Cái này là xài hệ Android chứ không phải xài hệ iOS giống như là Apple. Thì giống như hôm bữa hôm mấy hôm nay thì mình xem trên Facebook thì cái bọn anh review free cho VinFast, tại vì mấy hôm nay trên Facebook thì thấy người ta dìm hàng của VinFast, dìm hàng mấy cái xe VinFast hoặc là mấy cái điện thoại nên anh bức xúc quá, thì hôm nay anh quyết định chạy ra Walmart.
Thì từ nhà anh ra Walmart thì cũng khoảng 15 phút. Khoảng 7 phút rồi, 7 đến 10 phút thôi. Anh lấy hai cái phone này về, anh muốn review cho mọi người xem. Thì đây, đây là hai cái phone, đây là cái sản phẩm người Việt Nam làm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì VinFast chưa được tự lấy cái tên của VinFast, nhưng mà báo báo ở đây có nói là VinFast sẽ nhập phone 5G qua bán ở Mỹ, là cái giá là 380 đồng một cái thì vẫn những cái phone mà sắp sửa bán qua Mỹ trong năm 2021 này là kêu là Aris, Aris với lại Aris Pro. Thì cái loại Aris Pro thì có giá là khoảng 380, 380, 390. Thì so với những cái điện thoại như là Apple hay là Samsung thì những cái điện thoại đó cũng vẫn rất là rẻ. Mà cái thế mạnh của VinFast là hiện tại bây giờ những cái phone của Trung Quốc không có được nhập vô Mỹ, cho nên VinFast sẽ kiếm sẽ được cái cơ hội nhập vô Mỹ, và những cái phone đó là sẽ là phục vụ cho 5G. Hy vọng là VinFast sẽ chiếm được cái thị trường, cái phân khúc mà thấp cho trong cái thị trường Mỹ. Tại vì những cái phone mà hai cao cấp thì có lẽ là VinFast không chưa có cạnh tranh nổi với lại Apple với lại Samsung. Thì nhưng mà ở thị trường Mỹ này là một cái thị trường lớn, cho nên nó có nhiều cơ hội để cho VinFast phát triển. Thì mình hy vọng một ngày đó thì dạ chào chị Cao Hoàng Lan. Hy vọng một ngày nào đó những cái sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam được bán nhiều ở Mỹ hơn, nhiều hơn. Với lại chào anh Nhiên. Với báo thì nó cũng đưa là xe của VinFast sẽ được sẽ được thử ở Cali. Cái này là phải setup bắt cầm. Mà bây giờ thì đây nó để con xài cái này đây, con lấy cái này đi. Những cái xe mà VinFast thì sắp sửa được chào An Nhiên. Sắp sửa được cho thử ở California, thì hy vọng trong một cái tương lai gần thì xe VinFast sẽ được bán ở ở California. Nhưng mà ở nhiều bang Mỹ là bắt đầu người ta giống như là California là 2000 2030 hay là 2035 gì đó là ở California không có cấp phép bán xe chạy xăng nữa, chỉ bán xe chạy điện. Cho nên mình hy vọng là nếu mà VinFast nhập xe qua Mỹ thì nên đầu tư vô cái phân khúc là xe điện, thì lúc đó sẽ VinFast sẽ có những cái thị trường xe điện. Tại vì các hãng xe mà nó nổi tiếng từ xưa tới giờ thì nó cũng sẽ chuyển qua làm xe điện, giống như là Volvo. Volvo thì nó nói là năm 2030 này là nó sẽ sản xuất xe điện không, không còn sản xuất xe chạy xăng và xe chạy dầu nữa. Cho nên nếu mà VinFast nhập vô thị trường Mỹ thì mình nghĩ VinFast nên đi theo cái phân khúc xe điện giống như các hãng kia. Nó kêu là nhập cái zip code 954. Cái điện thoại này là mua thẻ để xài chứ không thuê bao nha. Thì nó để là 75 đồng một tháng, thì vừa xài được 4G luôn,
mà vừa nhắn tin vừa nói chuyện, 75 đồng một tháng. Nó có gói 65 đồng một tháng, có gói 40, có gói 30. Còn 60 đồng Tech Talk and Tech 8 GB high speed. Cái này là high speed, cái này là tốc độ nhanh. Hay. Mình dự tính là nếu mà mình dự tính là mua một cái xe điện. Nhưng mà nếu mà VinFast ra thì mình sẽ mua xe điện, tại vì mình có mấy cái xe chạy xăng rồi, nhưng mà bây giờ ngày càng nhiều người xài xe điện, cho nên mình dự tính là mình mua một cái xe điện. Nhưng mà nếu mà VinFast, mình dự tính mua cái xe điện nhưng mà mình không có biết mua cái xe nào, xe của hãng nào. Nhưng mà nếu mà VinFast được mà bán ở Mỹ này, mình sẽ mua cái xe điện của VinFast. Bạn Ngọc Sơn, nếu mà VinFast mà đưa xe qua Mỹ, mà đưa xe điện qua Mỹ thì là mình nghĩ ok hơn là những cái xe xăng, tại vì càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều hãng xe nó đã dẹp cái xe xăng rồi, cho nên mình cũng không có nên đừng có nên đi theo cái phân khúc xe xăng nữa. Nếu mà bán ở Mỹ thì nên đi theo cái phân khúc xe điện, còn xe xăng thì mình có thể bán những cái thị trường khác. Như những cái điện thoại này á, những cái điện thoại như vậy á, rất là vừa cái túi tiền của những người mà lao động nghèo, những người mà thu nhập thấp, thì chỉ có 40 đô la thôi, nhưng mà có một cái điện thoại thông minh là có thể là có xài internet, có thể là nói chuyện, có thể là chụp hình selfie, tất cả mọi thứ, nên nó rất là rẻ. Cái điện thoại này, những cái điện thoại như thế này sẽ bán rất là chạy, mà đặc biệt là bán ở trong những cái siêu thị của Walmart. Thì Walmart là nó là một cái trong những cái siêu thị mà nó nổi tiếng về những cái buôn bán lẻ. Nó là một trong những cái siêu thị, nó là những siêu thị, cái siêu thị bán lẻ nổi tiếng nhất ở Mỹ, đông khách nhất ở Mỹ. Cái này là nó, bây giờ mình nhập vô cái điện thoại này là chỉ có 49 đồng thôi, để mình nhập vô cái wifi để mình cho mọi người coi cái điện thoại thông minh này. Đợi mình chút ha. Into a two-digit blank code located on the packet next to a plan summary. Thôi cái này để làm sao đi. Chứ bây giờ mình đi tìm mấy cái tin tức để mà cái set up cái điện thoại này chắc hơi lâu. Vậy thôi em xin kết thúc cái livestream ở đây. Hẹn các anh chị và các bạn ở cái livestream khác. Bye bye.